nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 104. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Quán chiếu công hạnh thâm thuần, nhất tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh cố pháp giới thanh tịnh, thử thời bi nguyện chi lực vĩ đại vô tỷ, hữu nguyện tức thành. Cho nên các vị hiểu rõ cái đạo lý này, bạn thử nghĩ mỗi người chúng ta ở trong một đời, muốn khiến họ không bị bệnh là có được hay không? Có thể. Thân thể chúng ta hiện nay rất suy yếu, toàn thân đều là bệnh, có thể bảo nó hoàn toàn hồi phục hay không? Không cần tìm thầy thuốc, không cần uống thuốc, có được hay không? Được. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này là được rồi. Có lý luận ở trong đó, có cái đạo lý này thì đương nhiên là có sự thật. Tại vì sao bạn bị bệnh vậy? Tại vì sao biến cái thân thể thành ra tình trạng như vậy? Còn nói học Phật, Phật Bồ Tát nhìn thấy đều lắc đầu. Bạn học Phật cái gì? Bạn học Phật sao học thành ra tình trạng như vậy? Bạn xem có gì Phật Bồ Tát nào ốm o gầy còm đâu? Có gì Phật Bồ Tát nào mang cái hình dạng bệnh tật đâu chứ? Không có. Đây là việc không thể. Cho nên tôi thường hay nói, cách nói này của tôi không phải là phóng đại. Học Phật chân chánh thì không già, không bệnh, không chết. Đây là sự thật hoàn toàn chính xác, quyết định không phải giả. Bạn đạo lý Bát Nhã hơi hiểu được một chút thì bạn sẽ tin lời này của tôi là thật. Thế là bạn không thể tương ưng với điều này, bạn không phải sai lầm về mặt lý luận thì sai lầm về mặt phương pháp. Nếu như ở trên lý luận, ở trên phương pháp không có sai lầm thì bạn nhất định là trẻ trung, khỏe mạnh, trường thọ. Cái hiệu quả này là chắc chắn đạt được. Vì thế nguyên lý đích thực của nó, mấy câu nói ở chỗ này là nói quá hay. Ngôn ngữ văn tự không nhiều nhưng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đó là tâm thanh tịnh. Tâm làm sao thanh tịnh? Quán chiếu công hạnh thâm thuần. Quán là quan niệm. Cái mà người chúng ta hiện nay gọi là xây dựng nhân sinh quan, vũ trụ quan, nhất định phải xây dựng một cái nhân sinh vũ trụ quan chân thật, không có một chút sai lầm. Chiếu là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh triệt để sáng tỏ. Công hạnh là thực tiễn vào trong đời sống thường ngày. Không những thâm mà còn thuần. Thuần là không tạp. Được nhất tâm thanh tịnh như vậy là thanh tịnh chân thật. Tâm thanh tịnh cố, ở trong pháp giới biết bao nhiêu chướng ngại đều tiêu mất, đều không còn. Tất cả mọi chướng ngại từ đâu mà ra vậy?
từ phân biệt mà ra. Vừa có phân biệt liền đem pháp giới vô chướng ngại dạch ra rất nhiều ranh giới. Dân tự của Trung Quốc chúng ta khéo léo. Phân biệt là gì vậy? Là tư, tư tưởng. Bạn thấy tư là trên tâm đã dạch ra rất nhiều ô. Trên tâm có chữ điền, điền là vẽ ô, vẽ ranh giới. Vừa vẽ ranh giới, tâm liền biến rồi. Vốn dĩ là một cái tâm biến thành chữ tư. Nếu như ở trong đó vừa có chấp trước, thế thì liền biến thành tưởng. Vừa có chấp trước, ở trong tâm liền biến ra tướng phần rồi. Phật dạy chúng ta bảo bạn lìa tất cả tướng, lìa tất cả niệm, chính là đem tư tưởng bỏ điền đi, bỏ tướng đi, thì chân tâm của bạn chẳng phải hồi phục rồi sao? Bảo bạn lìa tướng là lìa cái gì? Chính là lìa điền, lìa tướng, hồi phục tâm thanh tịnh. Ở trong tâm cũng không cần phải đi vẽ ô, cũng không cần đi khởi vọng tưởng, vậy thì thành công rồi. Dân tự của Trung Quốc tràn đầy trí huệ. Pháp giới này liền thanh tịnh. Ở trong pháp giới không có phân biệt chấp trước. Thử thời bi nguyện chi lực vĩ đại vô tỷ. Từ bi của Ngài, nguyện lực của Ngài là đạt đến tận hư không khắp pháp giới. Chư Phật Như Lai phát nguyện phổ độ chúng sanh. Nguyện lực của Ngài quả thật sự là không có gì khác so với chư Phật Như Lai, ngang bằng với nguyện lực của chư Phật Như Lai. Cho nên được oai thần của Phật gia trì, sức mạnh cảm ứng mạnh như vậy thì có nguyện tức thành. Ngài nguyện muốn hồi phục, lập tức liền hồi phục. Thật sự là tâm tưởng sự thành. Văn của hai đoạn nhỏ này đem cái đạo lý này, đem chân tướng sự thật này, quả thật nói vô cùng thấu triệt, vô cùng sáng tỏ. Nói đó là chư Phật gia bị cũng được, nói đó là duy tâm sở hiện cũng được, đây đều nói thông. Bạn nếu nói nhẫn nhục tiên nhân thân thể hồi phục, đây là do oai thần chư Phật gia trì, nói gì cũng được, không phải không có lý. Nếu bạn nói đây là duy tâm sở hiện của bản thân Ngài, nói vậy cũng được. Vì sao vậy? Duy tâm sở hiện cùng với chư Phật gia trì là một sự việc, không phải là hai sự việc. Trong Kinh Kim Cang này dạy chúng ta chư pháp nhất như, chư pháp như ý. Nó là một, không phải hai. Cho nên đều nói thông cả. Sân hận là điều đại kỵ của người tu hành. Cái này là nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta tu hành tu cái gì? Điều đầu tiên chính là phải đem tâm sân hận trừ bỏ đi. Sân hận là không cần học. Từ vô thủy đến nay vốn sanh phiền não. Bạn tự xem em bé mới mấy tháng tuổi, bạn quan sát tỉ mỉ, nó đều có tâm sân hận. Khi hai đứa trẻ giành kẹo, nó tranh, tâm sân hận của nó đã hiển lộ ra rồi. Ai dạy nó vậy? Không ai dạy cả. Là không cần dạy. Vốn sanh phiền não, bởi vì có cái thứ này nên chúng ta trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều không thành tựu. Không thành tựu là bị cái gì chướng ngại vậy? Bị tâm sân hận chướng ngại rồi.
Đương nhiên nguyên nhân của chướng ngại là vô cùng nhiều, nhưng mà sức mạnh của tâm sân hận là mạnh nhất. Nó luôn luôn là cái dẫn đầu. Vì thế chúng ta giống như trị bệnh, đối trị phải đối phó nó trước. Dùng phương pháp gì đối phó nó vậy? Tu tâm từ bi, tu nhẫn nhục, tu nhẫn nhục, tu từ bi. Từ bi nhẫn nhục, muốn có thể thật sự đắc lực thì nhất định cần có trí huệ. Không có từ bi của trí huệ, không có nhẫn nhục của trí huệ thì không thể đối phó nổi sân hận. Đó là miễn cưỡng nhẫn. Cái nhẫn đó chính là người thế gian thường nói nhẫn nại là có hạn độ. Họ nhẫn nại tại vì sao có hạn độ vậy? Không có Bát Nhã Ba La Mật, họ là nhẫn có hạn độ. Nếu như có Bát Nhã Ba La Mật, cái vấn đề đó liền giải quyết rồi, hóa giải, đem sân hận hóa thành từ bi, hóa giải rồi. Cho nên chúng ta biết cái này là chướng ngại lớn nhất mà chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành không thể thành công. Chúng ta nhắm vào đó bắt tay làm. Vô lượng tại hà thời, ngộ hà cảnh, tu hà pháp, giai đoạn đoạn bất khả, sanh sân nhuế tâm. Cái này là phải nhớ kỹ. Chúng ta bị người lừa gạt, bị người ức hiếp, bị người hãm hại, làm thế nào đây? Tốt nhất niệm A-di-đà Phật, đem cái sự việc này buông xả, liền vô sự ngay. Nếu như có một niệm tâm bất bình, có một niệm tâm báo thù, thế là bạn lại bị sân hận chướng ngại mất rồi. Có một số người nói cái này không được, không thể chịu đựng được nữa rồi. Vậy thì trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng thì có gì không thể chịu đựng được chứ? Tất cả pháp không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, thì bạn không thể chịu đựng được cái gì chứ? Cho nên có Bát Nhã Ba La Mật thì không có gì mà không thể chịu đựng được. Người không có Bát Nhã Ba La Mật thì thật sự nhẫn nại là có hạn độ rồi. Nhẫn nại có hạn độ, Phật nhìn thấy liền nói kẻ đáng thương xót. Thật ra người ta đến hại bạn, đến hãm hại bạn, đến làm nhục bạn. Nếu bạn quả nhiên như chẳng có chuyện gì, thế thì chúc mừng bạn. Chúc mừng chỗ nào vậy? Tai họa tiêu rồi, tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng của bạn thật sự tiêu hết rồi. Bạn có một niệm bất bình muốn báo thù thì nghiệp chướng của bạn không những không tiêu hết mà lại tăng thêm. Cho nên người thông minh, người có trí huệ, gặp phải người ta ức hiếp, họ rất cảm kích đối với người ức hiếp. Thấy ta tiêu tai mà, nghiệp chướng của ta được họ tiêu hết rồi. Không những không sân hận mà còn đối với họ đặc biệt cung kính, còn tặng nhiều lễ vật thêm để cúng dường họ. Vì sao vậy? Báo ân mà. Bạn xem cách làm của người có trí huệ với người không có trí huệ là khác nhau. Sao có thể giống nhau được chứ? Cho nên đây là nhất định phải nhớ kỹ, nhất thiết phải nhớ kỹ. Mỗi câu đều là lời chân thật. Bất luận ở trong Phật Pháp, ở Thế Pháp vừa mới nói, chúng ta đời này sống rất vui vẻ, sống rất hạnh phúc, sự nghiệp của chúng ta rất thuận lợi, rất thành công, đường tu của chúng ta, đạo nghiệp thật sự có thể đắc lực, tương lai quyết định có thể giảng sanh bất thối thành Phật.
Mấy câu nói này là rất vô cùng quan trọng. Thế sự mà phi mộng huyễn, như ý bất như ý, hà tất nhận chân. Người học Phật là trước tiên cần phải đem cái ý nghĩ được mất này dứt đi, buông xả hết. Có được danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, cái mà người thế gian cầu. Người học Phật bất luận là tại gia hay xuất gia, không cầu, không cầu cũng có thể đạt được. Vì sao vậy? Tóm lại không ngoài một chữ nghiệp duyên. Trong đời quá khứ, bạn tạo có nghiệp nhân, bạn tu có nhân thiện, chắc chắn được quả thiện. Bạn tạo là nhân ác thì nhất định có ác báo. Gặp được duyên, nó tự nhiên hiện tiền. Quả báo thiện hiện tiền cũng như không có chuyện gì, cũng không quan hỷ, như chẳng có chuyện gì. Nghiệp duyên ác hiện tiền cũng như chẳng có việc gì, cũng không có phiền não. Ở trong cảnh giới thiện ác đều có thể gìn giữ tâm thanh tịnh, như như bất động, thế thì tốt. Cho nên nói không nên cho là thật, không cần so đo tính toán. Thử nhi bất như, thường hà giác ngộ chi hữu. Một chút đạo lý đơn giản này, nếu như không biết, không thể làm được ở trong đời sống thường ngày, thì người này là mê chứ không giác. Họ chưa giác ngộ, họ ở trong Phật Pháp chưa có được thọ dụng, không đạt được lợi ích. Cố sân tâm nhất khởi, bồ đề chủng tử tiện hoàn toàn tiêu diệt. Ở trong cửa Phật chúng ta thường nói đốt cháy cả rừng công đức. Công đức là gì? Các vị nhất định phải biết, công đức chính là tâm thanh tịnh. Nếu như dùng danh từ pháp tướng Phật Pháp để nói, thì công đức chính là định huệ. Bạn xem trong tâm vừa nổi giận thì định huệ lập tức mất ngay. Cho nên đốt cháy rừng công đức. Như thế từ đó cho thấy, các bạn cần thử nghĩ xem, bạn tu được bao nhiêu công đức. Bạn học Phật nhiều năm như vậy, bạn được bao nhiêu công đức rồi? Nếu bạn bình tĩnh suy nghĩ, bắt đầu từ khi nào không nổi giận, thì công đức của bạn là nhiều như vậy. Nếu như bạn sáng sớm hôm nay nổi một cơn giận, thì công đức của bạn cũng chẳng qua là mấy giờ mà thôi. Mấy chục năm tu trước đây đều đốt hết, không tính, không còn nữa. Nếu như học Phật học cả đời, đến lúc sắp mạng chung nổi cơn giận dữ là tiêu rồi, một lần này công đức gì cũng mất hết rồi. Điều này rất đáng sợ. Đây đều là sự thật, đều là sự thật. Cho nên Phật khuyên chúng ta tích lũy công đức. Tích lũy công đức nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật, thì công đức của bạn mới có thể tích lũy lại được. Tích lũy công đức là rất khó, rất khó. Không phải ta dễ bề ngoài không nổi giận, ở trong tâm có một chút không vui, thế thì cũng không được. Ở trong tâm hơi có một chút không vui là công đức không có. Công đức này khó, vô cùng, vô cùng khó tu. Nhưng mà phải biết, tôi đã làm rất nhiều việc tốt. Việc tốt là phước đức, phước đức còn đó, phước đức không bị sân hận chướng ngại. Bạn hàng ngày nổi giận, phước báo bạn tu vẫn còn đó. Ở trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, Atula phước báo rất lớn. Atula tu thành như thế nào vậy? Đều là ở trong cửa Phật tu phước. Giống như một số người chúng ta hiện nay vậy, mỗi ngày đang tu phước,
phước báo tu rất lớn, giận rất lớn. Tâm ngạo mạn rất lớn, cái gì cũng không muốn thua người khác, ngay cả thấp nhang cũng muốn thấp trước người ta, không chịu ở sau người ta. Bỏ tiền công đức, bạn bỏ ra một vạn, tôi bỏ ra một vạn rưỡi, tôi nhất định cao hơn bạn rồi. Giống như thi đấu vậy. Người như vậy tương lai họ được quả báo như thế nào? Vua Atula là họ đi làm cái này, hưởng phước báo lớn, hưởng phước báo lớn, phước báo lớn nhân thiên này. Công đức thì sao? Công đức không có, phước đức thì rất lớn. Phước đức không thể vượt qua tam giới, công đức mới có thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới. Cái này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Cho nên tu phước đức dễ dàng, ở trong cửa Phật dễ tu phước, công đức là rất vô cùng không dễ dàng. Ở trong tâm hơi có một chút xíu không vui thì công đức đều không có. Cho nên Đại sư Lục Tổ Huệ Năng dạy người làm thế nào có thể bảo toàn công đức, không lìa Bát Nhã Ba La Mật. Ngài nói rất hay: nếu người thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian, công đức của bạn được bảo toàn. Thí dụ nói, lấy trì giới của người xuất gia chúng ta mà nói, trì giới tinh nghiêm, trì giới vô cùng nghiêm khắc, điều này rất tốt. Nhưng mà nhìn thấy người không trì giới, trong tâm liền không thấy thoải mái, thì người này không trì giới rồi, người này phá giới rồi. Ở trong tâm đã có một chút xíu coi thường họ, động cái tâm niệm như vậy, thì bạn trì giới là phước đức, không có công đức. Tại sao không có công đức vậy? Từ sớm đến tối nhìn thấy người này không đúng, người kia cũng không đúng, bạn còn có thể đắc định không? Tâm bạn còn có thể thanh tịnh hay không? Tuy bản thân giới luật giữ rất tốt, nhân giới sanh định, họ nhân giới mà không thể đắc định. Tại sao không thể đắc định vậy? Chính là nhìn thấy người khác không trì giới, phá giới, họ sanh phiền não. Cho nên cái giới đó của họ không thể đắc định. Không thể đắc định chính là trì giới không có công đức, chỉ có phước đức. Giới họ trì thanh tịnh, đời sau sinh phước báo nhân thiên, thân tướng đoan chánh, tướng mạo đẹp đẽ, là giới thanh tịnh, là được phước báo. Họ được phước báo. Cho nên thật sự nếu muốn thành tựu công đức, giới luật thành tựu công đức, tự mình trì giới, không quan tâm người khác có trì giới hay không. Người khác có trì giới hay không, không quan tâm đến mình. Không những không quan tâm người khác có trì giới hay không, giả lại còn phải xem người khác giống như Phật Bồ Tát vậy. Ở trong hạnh nguyện Phổ Hiền nói, lễ kính chư Phật, họ tại sao không cần trì giới vậy? Người ta thân tâm thanh tịnh, đã đạt đến viên mãn rồi. Ta là phàm phu, tâm ta không thanh tịnh, phải học giới luật. Người ta tâm đã thanh tịnh rồi, họ là Phật, họ là Bồ Tát, họ là thị hiện, giống như Phật sống tế công vậy. Ngài là thị hiện mà, chúng ta không thể sánh với Ngài. Chúng ta xem Ngài giống như Phật Bồ Tát, thì công đức của mình được thành tựu, công đức của mình được bảo toàn. Những đạo lý này, những sự tướng phương pháp này, Phật ở trên kinh nói với chúng ta rất nhiều, nói rất thấu triệt. Chúng ta cũng đọc thấy, cũng nghe nói, nhưng mà chỉ là không làm được. Như gặp phải hình ảnh này là ở trong tâm phiền não lại sanh khởi rồi. Đây gọi là nghiệp chướng. Đây gọi là không có trí huệ, lìa khỏi Bát Nhã,
Cho nên một niệm tâm sân khởi lên thì hạt giống Bồ Đề, Bồ Đề là giác ngộ, hạt giống giác ngộ không còn nữa, lại mê rồi. Phật ngôn: vong thất Bồ Đề tâm, nhi tu chư thiện, ma sở nhiếp trì. Phổ Hiền Bồ Tát thuyết: Bồ Tát chi quá thất mạc, thậm ư sân tâm giả, dĩ tiền sở tích công đức, tuy đa như xâm lâm, sân hỏa nhược sanh, nhất tề thiêu tận, cả bất cụ tai. Đoạn này toàn là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm, là trong kinh Hoa Nghiêm. Vong thất Bồ Đề tâm, nhi tu chư thiện, làm tất cả việc thiện, nhưng mà không có tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, giác ngộ là lìa tướng, chính là trên kinh Kim Cang nói là họ sanh tâm, họ bố thí, đây là làm việc thiện, nhưng mà họ trụ tướng, họ chưa có lìa tướng. Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ, họ là có chỗ trụ. Họ không có làm, không có chỗ trụ, họ làm việc bố thí, là tâm có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chính là chỗ này nói tu tất cả thiện mà không có tâm Bồ Đề. Tại vì sao nói là ma sở nhiếp trì vậy? Ma là nói dày vò. Tuy bạn được quả thiện, được phước báo, bạn hưởng phước vẫn phải chịu rất nhiều, rất nhiều sự dày vò. Đây chính là ma sở nhiếp trì. Ma cùng Phật nói, nó thực ra ý nghĩa là dày vò. Cho nên kinh điển vào thời xưa dưới chữ ma là bộ thạch, là viên đá. Chữ ma trong chiếc ma, chứ không phải chữ quỷ này, là cái chữ đó. Đem chữ ma trong chiếc ma sửa thành ma trong ma quỷ. Ma quỷ, cái chữ ma này là do Lương Võ Đế tạo nên. Ở trong chữ cổ Trung Quốc không có. Lương Võ Đế cảm thấy dày vò quá khổ, là giống như gặp phải quỷ vậy, cho nên đem bồ thạch bỏ đi đổi thành chữ quỷ. Đây là Lương Võ Đế làm nên. Cho nên vì sao chúng ta đều dùng cái chữ này? Phải biết được nguồn gốc của cái chữ này, phải biết nghĩa gốc của nó. Nghĩa gốc là chiếc ma. Chiếc ma là phiền não dày vò. Chúng ta ngày nay người hưởng phước, người có phước báo lớn, bạn thấy ở trong tâm họ, họ có lo buồn, họ có bận tâm, họ có biết bao nhiêu phiền não. Đây là ở trong hưởng phước có dày vò, bị nhiếp phục bởi ma. Phước báo càng lớn thì lo buồn bận tâm càng nhiều, bị dày vò càng nhiều, bởi vì bị ma nhiếp phục. Nếu như họ có tâm Bồ Đề, họ hưởng phước sẽ không bị dày vò. Họ có thể tùy duyên, họ có phước báo lớn đi nữa, họ không có để ở trong tâm, họ cũng không nghĩ cái tài sản này của tôi tương lai phải để cho người nào kế thừa. Họ không có cái vọng tưởng này. Ở trong tâm họ là thoải mái, không có bận tâm. Nếu như nói người không có trí huệ, con cái nhiều, tôi tương lai đưa cho đứa này tốt hay là đưa cho đứa kia tốt, đứa nào tài giỏi tương lai có thể giữ được, thì chẳng phải là khởi vọng tưởng rồi sao? Đây chính là tự mình dày vò chính mình, chính là không có trí huệ bát nhã. Người có trí huệ bát nhã nhất định không làm cái việc này. Cho nên họ có thể hưởng thụ, họ quyết định không có tác dụng phụ. Họ tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mấy bụi. Phước báo nhiều đi nữa cũng là như chẳng có việc gì. Cho nên họ không có lo được, lo mất.
không có cái ý niệm này. Đây chính là Bồ Đề, đây chính là Bát Nhã. Bồ Tát Phổ Hiền nói, Bồ Tát chi quá thất mạc thậm ư sân tâm giả. Giống như ý nghĩa phía trước nói vậy. Phần trước nói là sân hận là kiên kỵ lớn nhất của người tu hành. Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ này cũng nói là ở trong phẩm hạnh nguyện. Công đức mà trước đây tích, đây chính là lửa đốt cháy rừng công đức, chính là ý nghĩa ở trong câu kinh văn này. Công đức tích lũy được tuy nhiều như rừng rậm, đây là nói họ siêng năng tu tích công đức. Siêng năng tu nghiệp phước, phước thiện. Sân hỏa nhược sanh, đây là vừa nổi giận, tâm sân hận nổi lên thì nhất tề thiêu tận, thấy đều thiêu hết rồi. Cái ý nghĩa này vừa mới nói qua, cả bất cụ tai, đây là việc đáng sợ nhất, là việc hãi hùng nhất. Đây là để chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Phải ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh duyên, tu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật muốn thật sự đắc lực thì nhất định phải tu Bát Nhã ba la mật. Không có Bát Nhã ba la mật thì công phu nhẫn nhục là rất khó đắc lực. Nếu muốn công phu đắc lực, không thể lìa khỏi Bát Nhã. Sinh sân hận do hữu tứ tướng, Bát Nhã chánh trí dược kỳ trước tướng chi si, tham sân vô do khả trừ giả. Đây là nói rõ nhẫn nhục tại vì sao lại khó như vậy. Nguyên nhân của khó là bởi vì chúng sanh chấp tướng. Tướng vô lượng vô biên, tướng cảnh giới vô lượng vô biên. Phật ở chỗ này đem nó quy nạp thành bốn loại lớn: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chư tướng vô lượng vô biên, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đều không ra khỏi bốn loại lớn này. Bốn loại lớn này thấy đều bao gồm, cũng chính là ở trên kinh thường nói chấp nhân ngã, chấp pháp ngã. Hai loại chấp trước này cùng bốn tướng. Hai loại chấp trước là năng chấp, bốn loại tướng là sở chấp. Ý nghĩa đều có thể tương thông nhau. Bệnh chấp tướng quá sâu, quá nặng, vô lượng kiếp đến nay chính là bởi vì chấp tướng mới có lục đạo sanh tử luân hồi. Lìa tướng thì sanh tử luân hồi này liền không còn. Không những lục đạo không còn, thập pháp giới cũng không có. Phần trước đã nói qua với các vị rồi. Bởi vì có chấp trước, vậy mới phát sanh lục đạo luân hồi. Bởi vì có phân biệt, mới có pháp giới bốn thánh. Tứ thánh lục phàm làm sao mà có vậy? Phân biệt chấp trước mà có. Cho nên lìa khỏi chấp trước thì lục đạo không có, lìa khỏi phân biệt thì thập pháp giới liền không có. Lục đạo thập giới không còn, cái hiện lộ ra
liền gọi là nhất chân pháp giới. Chư Phật Bồ Tát, không gian hoạt động của họ, nơi chốn cư trú của họ, đó gọi là nhất chân pháp giới. Một là chân, thập lục đều là giả. Trên kinh nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Bát nhã chánh trí, trí huệ bát nhã chính là đối trị bệnh bốn loại chấp tướng. Bệnh chấp tướng phải dùng phương pháp gì để chữa trị nó, để điều trị nó gì? Ý nghĩa của dược chính là điều trị, chính là bát nhã chánh trí, là để chữa trị cái bệnh chấp tướng. Chấp tướng là ngu si, bát nhã là trị bệnh, đối trị cái bệnh này. Tham sân vô do, tham sân đều là từ chấp tướng mà ra, chấp tướng là từ ngu si mà ra. Nếu như đem cái si chấp tướng trị khỏi rồi thì cái tham sân đó liền không còn, tham sân sẽ không có chỗ dựa nữa. Cho nên có thể đoạn trừ, không phải không thể đoạn trừ. Đoạn trừ nhất định phải dựa vào bát nhã ba la mật. Nếu như không có bát nhã ba la mật thì tham sân si không có cách gì trừ tận gốc được. Nhất định phải có bát nhã chánh trí. Vì vậy kinh Kim Cang không thể không giảng. Cư sĩ Giang Dị Nông ở trong giảng nghĩa nhấn mạnh Kim Cang bát nhã không thể không giảng, bởi vì đường Tống về sau cửa Phật chúng ta rất nhiều đại đức đều không muốn giảng kinh Kim Cang, đều sợ giảng kinh Kim Cang. Nguyên nhân là gì vậy? Sợ người bình thường nghe thấy kinh Kim Cang sanh ra hiểu lầm. Kinh Kim Cang nói không, tất cả đều không, sợ rơi vào ác thú không. Bạn đã hiểu sai ý nghĩa rồi. Phật nói cái gì cũng là không, vậy cái gì cũng là không thì nhân quả cũng là không, thế thì tạo tác ác nghiệp cũng là không, ra sức tạo ác nghiệp, giết người phóng hỏa sau đó đều là không, thế thì không việc ác nào không làm, đó là hoàn toàn sai rồi, là rất dễ bị người ta sinh ra hiểu lầm. Cho nên rất nhiều đại đức né tránh giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Và cư sĩ Giang Dị Nông nói Kim Cang Bát Nhã có thể trị gốc bệnh tham sân si của chúng ta. Không giảng thì không có cách gì trị bệnh được. Cái bệnh này quả thật có tác dụng phụ, vì thế cần phải giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Giảng rõ ràng, giảng minh bạch thật sự là không dễ dàng. Thông thường giảng kinh Kim Cang giảng một tuần, giảng nửa tháng, thậm chí là giảng một tháng, rất khó giảng rõ ràng được, thật sự không dễ dàng. Bộ kinh Kim Cang này nếu giảng tỉ mỉ một lần chí ít phải cần thời gian một vài năm mới có thể thật sự giảng rõ ràng, giảng minh bạch được, chúng ta mới thật sự được thọ dụng. Cho nên cái bộ kinh này là cần giảng. Nếu giảng thì phải giảng rõ ràng, phải giảng minh bạch, không được phép mơ hồ chung chung. Thế gian vạn sự mạc phi đối đãi, gọi là đối đãi chính là thiết lập tương đối. Nhân đối đại cố, cực dị sinh khởi phân biệt kế giảo,
thử sở dĩ hữu tham sân giả. Đây là nói rõ tham sân là phát sinh từ chỗ nào. Quả thật giống như trị bệnh chẩn đoán vậy, trước tiên phải tìm ra nguyên nhân bệnh. Bệnh sinh ra như thế nào? Tại vì sao bị sanh bệnh? Trước tiên tìm ra nguyên nhân bệnh, sau đó mới có thể tùy chứng mà cho thuốc. Muốn tìm gốc bệnh, nguồn bệnh, thì trước tiên phải hiểu rõ tất cả sự tướng thế gian. Vì thế gian đều là tương đối, ngã cùng nhân là một cặp. Ở trong Phật Pháp, tất cả kinh mà Phật nói với chúng ta cũng không thể lìa khỏi đối nhau. Lìa khỏi đối nhau thì không có gì để nói rồi. Nói Phật Pháp đối lại với Phật Pháp là Pháp thế gian. Nói giác ngộ thì đối lại với giác ngộ là mê hoặc. Đều là đối nhau, không có cái gì không phải đối nhau. Hễ là đối nhau thì đều là pháp duyên sanh, pháp do nhân duyên sanh ra, đều là đối nhau. Bởi vì đối nhau nên rất dễ sinh ra quan niệm sai lầm. Quan điểm sai lầm chính là phân biệt, so đo. Rất dễ dàng phát sanh. Cho nên nói một niệm bất giác liền rơi vào trong phân biệt tính toán rồi. Danh từ ở trên Kinh Phật gọi là kế độ phân biệt. Kế là so đo, độ là độ lượng, là đo lường. Phân biệt liền rơi vào trong cái này. Cho nên phần trước nói bát nhã bất khả tu du ly giả, vừa lìa khỏi bát nhã bạn liền bị rơi vào trong phân biệt so đo ngay. Thế thì sai rồi. Thế thì thuận theo ý của mình, liền khởi tâm tham. Không hợp theo ý của mình, liền sanh tâm sân hận. Tham sân là sanh ra từ chỗ này. Đây là thế gian có người sáng suốt hàng đầu. Tuy không thể trị gốc, họ có thể trị ngọn, cũng được xem là tương đối hiếm có rồi. Họ ở trong tương đối, tương đối là có nhân quả. Họ ở trong nhân quả nhìn thấy tin tức. Nhân quả không phải nhất thời, nhân quả thông qua ba đời. Cho nên Phật Pháp không nói nhân sanh, mà nói duyên sanh. Tại vì sao không nói nhân sanh vậy? Bởi vì cái nhân đó có thể biến đổi. Nhân gặp được duyên sẽ biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Quả khi đối với sự phát triển sau đó, nó lại biến thành nhân. Cho nên nhân không phải nhân cố định, quả cũng không phải quả cố định. Nhân có thể biến thành quả, quả có thể biến thành nhân. Nó tại vì sao biến vậy? Trong đó có cái duyên, duyên trợ giúp nó biến đổi. Cho nên Phật nói duyên sanh, không nói nhân sanh. Người thông minh là người thấy ra cái đạo lý này, họ có thể nắm bắt cái duyên này, là thấy ra cái đạo lý tiêu trưởng,
đầy dơi chính là đạo lý nhân nhân quả quả biến đổi. Họ nhìn thấy rồi, thế là họ nắm bắt cái duyên, cơ duyên này là có thể khống chế sự thay đổi nhân quả có mức độ, có thể khống chế có mức độ, chi phối tất cả việc đời. Chúng ta ngày nay thế gian rất loạn, tai nạn rối rắm. Thử hỏi Phật giáo có thể cứu được cái thế gian này hay không vậy? Đáp án là có thể, chắc chắn có thể cứu được thế gian. Đáng tiếc là người thế gian không tiếp nhận, thế thì vô phương rồi. Người thế gian nếu như chịu tiếp nhận, vui vẻ tiếp nhận, thì Phật Pháp quả thật có thể đem lại hòa bình, ổn định, phồn vinh, hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sanh trên thế giới này. Thật sự có thể đạt được. Một người tin, một người chịu học, thì một mình bạn đạt được. Cả nhà bạn tin, cả nhà tu học, thì cả nhà bạn đạt được. Người trong đoàn thể này của bạn tin, người một trong đoàn thể tu học, thì cái đoàn thể này của bạn đạt được. Không có chuyện không đạt được. Ở trong đây có đạo lý chân thật. Có phương pháp rất rõ ràng. Vậy là nguyên tắc nói phía trước, chúng ta nắm bắt được duyên. Chỉ cần có thể tránh khỏi duyên ác, đem nó từ bỏ hết, nắm chặt duyên thiện, không ngừng khiến nó tăng trưởng, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, cái cảnh giới này lập tức liền biến đổi. Có không ít đồng tu nghe thấy tôi giảng đến hỏi tôi, họ nói pháp sư, đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể thấy được hiệu quả như vậy? Tôi bảo với họ, nếu như bạn chăm chỉ nỗ lực thì 3 tháng là thấy hiệu quả rồi, thời gian không dài. 3 tháng nếu không thể thấy hiệu quả thì 6 tháng nhất định thấy hiệu quả. Chúng ta đọc Liễu Phạm Tướng Huấn, tiên sinh Liễu Phạm tiếp nhận lời khai thị của đại sư Dân Cốc, chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, 3 năm mới thấy hiệu quả. Tại vì sao tôi nói 3 tháng là thấy hiệu quả vậy? Tiên sinh Liễu Phạm 3 năm đầu nguyện lực đoạn ác tu thiện không mạnh, lúc có lúc không, không phải hoàn toàn chăm chỉ đang làm. Ông giống như là đang thí nghiệm vậy, tập khí vẫn thường xuyên hiện tiền, lôi thôi lượm thượng, cho nên mới 3 năm mới thấy hiệu quả. Cho nên bạn quan sát tỉ mỉ. Nhưng mà vì sao thì sao? Ông đã rất tiến bộ, cái hiệu quả đó là càng ngày càng rõ rệt. Tại vì sao vậy? Ông có niềm tin.
có niềm tin, ông liền đặc biệt chăm chỉ, đặc biệt nỗ lực, cho nên cái hiệu quả đó vô cùng rõ rệt, hơn nữa thời gian vô cùng nhanh chóng. Bạn xem, ông hứa nguyện làm 3.000 việc thiện. Lần thứ nhất nguyện hứa 3 năm mới viên mãn. Lần thứ hai hứa nguyện làm 3.000 việc thiện, chưa đến 1 năm đã viên mãn rồi. Càng ngày càng nhanh chóng. Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý, biết được phương pháp, như lý như pháp mà tu hành, thì thời gian 3 tháng đến nửa năm là chắc chắn thấy hiệu quả rồi. Việc như thế này, đặc biệt ở pháp môn niệm Phật, chúng ta từ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sanh Truyện xem thấy điển hình này không ít. Đây là làm việc lớn. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, 3 tháng đến nửa năm đều thấy hiệu quả, huống hồ những việc nhỏ của thế gian này. Đây là người thiện của thế gian chỉ dạy người tìm lành lánh dữ, tự cầu phước nhiều. Nho gia đạo gia đều là căn cứ theo cái nguyên lý này để chỉ dạy người đời có thể đạt được hiệu quả. Phật pháp tắc kháng phá, kỳ bỉ thử tương hình. Tương hình chính là đối nhau, đôi bên so sánh mà có. Phật pháp là nhìn thấu, chân tướng hoàn toàn nhìn thấu rồi. Người thế gian họ hoàn toàn chưa có nhìn thấu gì, hoàn toàn chưa có nhìn thấu, chỉ là thấy ra sự biến đổi của nhân quả. Họ chỉ nhìn thấy được mức này, chỉ cũng là tương đối sâu, nhưng chưa có triệt để hiểu rõ. Có thể nắm bắt biến đổi, khống chế biến đổi là có thể giảm tránh tai nạn, có thể tìm lành lánh dữ. Thật sự là có thể làm được. Cái Phật pháp đó thì thấu triệt hơn, triệt để hơn. Nhất thiết hư huyễn bất thực, hữu tức phi hữu, nhi nhi bất vô, hư huyễn hiển hiện, phi hữu nhi hữu giả. Đây là Phật pháp nhìn thấu triệt hơn, triệt để hơn, rõ ràng hơn so với người thiện thế gian phía trước. Thật sự là chân tướng vũ trụ nhân sanh sáng tỏ. Cho nên họ có thể siêu diệt. Nhất thiết hư huyễn bất thực, đây là tất cả pháp. Ở trong Phật pháp gọi là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Hiện nay người thế gian gọi là vũ trụ vạn hữu. Chân tướng của vũ trụ vạn hữu là hư huyễn không thật, nó không có thực thể, nhưng mà nó có tướng. Cho nên hữu tức phi hữu, bởi vì tất cả tướng hình thành như thế nào vậy? Vô lượng nhân duyên hình thành, hình thành cái hiện tướng này. Hiện tướng có tồn tại hay không vậy? Không có tồn tại. Thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nhưng mà ở trong cảm giác của chúng ta, những hiện tướng này đều ở trước mắt.
chúng ta cảm thấy hiện tướng đang trước mắt là bởi vì tướng tương tục của hiện tướng. Hiện tướng liên tục khiến chúng ta sinh ra cảm giác sai lầm, làm cho rằng cái hiện tướng này ở trước mắt giống như vẫn đang tồn tại. Cái này là cảm giác sai lầm, cái này là chưa nhìn thấy chân tướng. Nếu như nhìn thấy chân tướng, cái chân tướng này quả thật sự là không tồn tại. Trên kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận. Thời gian của ngay đó là cực kỳ ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Đây là trên kinh Phật nêu ra thí dụ, nói trong một sát na có 900 lần sanh diệt, mà chân tướng sự thật có thể không chỉ có thế. Thí dụ mà Phật nêu ra chỉ có thể thí dụ tương tự, nhưng thực tế có thể tốc độ còn lớn hơn cái tốc độ này. Đây là chúng ta từ trong quy ước thuyết kinh của Thế Tôn, trong Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta có thể thể hội được. Cho nên cái chúng ta cảm xúc được là một loại tướng tương tục, hiện tướng liên tục. Nhi nhi bất vô hư huyễn hiển hiện. Cái hư huyễn hiển hiện này là không dừng, không gián đoạn. Không gián đoạn ở nơi đó hiển hiện. Và cái tướng hiển hiện này là có thể biến đổi. Sức mạnh nào ở nơi đó khiến nó sinh ra biến đổi gì? Cái sức mạnh này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là cái sức mạnh này. Cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này ở trong Phật Pháp gọi là thức, gọi là duy tâm sở hiện. Chân tâm có thể hiện tướng, sát na có thể hiện tướng, duy thức sở biến. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vọng tay cư sĩ, vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.